Xin chào cả nhà. Thì đầu video á, cả nhà cho kênh Săn Bắt á, kính chúc cô dì, chú bác, anh, chị và các bạn gần xa một ngày á, được nhiều sức khỏe nha. Thì cả nhà ơi, ngày hôm nay á, vẫn tiếp tục đi tìm kiếm những cái tổ ong gừng và để quay up lên chia sẻ cho cả nhà xem nha. Thì ba anh em đi đến đây cũng gặp được một tổ cả nhà ơi. Tổ rất là khủng luôn, khổng lồ luôn, đóng trên cây sắn đó cả nhà. Đó. Thì ngày hôm nay ba anh em đi đây để cho cả nhà xem nha. Đây. Đây, chào cả nhà luôn nha. Ngoan bảy gắn. Chuẩn bị cái đút. Đây là phước bảy gắn, đó là phước xin chào cả nhà luôn nha. Phước cò bò nha cả nhà. Cũng làm kênh YouTube đó. Đi chiên về bảy gắn không cả nhà ơi. Bảy gắn thì cũng đôi khi cũng trúng thất tùm lum hết trơn cả nhà ơi. Đó. Cô dì chú bác anh chị các bạn gì đó có thích bẫy gắn thì qua phước cầu bò tiêu quê nha cả nhà, thì qua đó xem đi đi đặt mà tìm kiếm những chú gắn khủng đó cả nhà, thì có thích thì qua phước cầu bò tiêu quê là gặp liền nha. Đó thì ba anh em đi đến đây cũng gặp được cái tổ ong rất là khủng cả nhà. Lấy xì dừa đi ngoan, đẹp quá, quá trời cái ổ ong ở trên cây sắn luôn cả nhà ơi, ổ ong siêu không lồ. Kìa cả nhà thấy không? Bằng hai ngón tay. Lúc cái chỗ nó đang thui đó cả nhà thấy không? Ổ ong này chừng mét mấy á cả nhà. Thác thần cái ổ ong luôn rồi. Nhìn cái đầu mặt á thì cũng khá phì nha cả nhà. Nhìn cái đầu ngón tay á. Thì cái ổ ong này á thì nó ở trong cái gừng quang cả nhà ơi. Cái này cả nhà thấy không? Ổ ong này thác cái giường này thác thân không cả nhà. Gừng quang nha cả nhà. Đó. Hết thầu cái dừng quang không cả nhà. Dừng có tui á. Phải không? Nội tôi để lại đó. Tàu lao. Nói chung là dừng rất là quang cả nhà. Rồi bây giờ thì để lên chinh phục cái tổ ong này coi như thế nào cả nhà ơi. Coi có bộ mặt khủng gì không nha. Ổ ong thì rất là khủng. Mà những cái bộ mặt thì chưa biết nha cả nhà. Rồi để chuẩn bị đồ nghề lên cả nhà. Rồi cả nhà ơi, bây giờ bắt đầu lên cả nhà. Thì nói đầu ngay cái cây này có dây leo rất là nhiều cả nhà ơi. Khó lên dữ lắm. Quá trời ghê. Ôi ôi con cắt kè bành cây luôn nữa nè. Nè thấy con cắt kè không? Xác cái thân cây đó. Vườn này rất là quá. Rồi để đổi cái nón lên rồi đi cả nhà. Chèo xuống đi. Ghim nha nè. Chẹo cây đúng đỉnh đi. Dây nhỏ ú xua quá cho nó nha. Dây nhỏ khỏi nói luôn rồi. Để đốt cái này nè. Sắp tới rồi. Mình quang là vậy đó cả nhà. Hết được cái ổ ong cả nhà ơi. Hết biết rồi. Ổ ong này 2 mét.
lớn. Quá trời rộng lớn rồi nhà. Siêu khổng lồ luôn cả nhà. Ừ, lớn rồi nè cả nhà. Quá trời, không lấy hình đại diện được nữa cả nhà. Còn này cả nhà lớn rồi nè. Quá trời siêu lớn. Siêu khổng lồ luôn cả nhà ơi. Ôi trời, nó con mực nó phì. Quá trời cả nhà ơi. Quá trời mê rồi. Quá trời mê cả nhà ơi. Bây giờ để khui ra coi có mực không cả nhà. Ủa không mới già. Quá trời già luôn không thôi. Đúng rồi, chạy kẹo luôn đây nữa. Trời ơi, không? Trời ơi, cục mặt đâu? Trời ơi, cục mặt đâu trời? Quá trời già luôn cả nhà ơi. Ôi vô cái cục mặt cái chè bè luôn cả nhà ơi. Chè bè mà ngặt cái là nó không được phì không nha cả nhà. Ở dưới nhìn thấy phì dữ lắm luôn. Đây nè. Ôi ơi, nó khô. Cậu vô mặt cái này nè ơi. Nè. Vậy sao cắt trời. Quá trời sâu luôn rồi nè cả nhà. Nụ vô mặt. Mặt tới dưới này luôn nè cả nhà. Ôi mặt nó chảy rồi nè. Nè thấy không? Nè. Ôi trời, nguyên vậy mặt luôn. Ôi ôi cái ổ ong nó lớn. Hết biết cái ổ ong luôn cả nhà ơi nè, cái bộ mặt cái này cả nhà. Khổng lồ. Khổng lồ cái bộ mặt. Ôi ôi trời, cái ổ ong nó bự cái này cả nhà thấy không? Đó. Để đo coi. Để đo, nè, để đo lại đi dễ tính. Lên đây luôn bu 1. 2 3 4 5 5 gan là 1 mét rồi nha cả nhà. 6 7 8 9 10 gan nha cả nhà. Đúng 2 mét luôn, 2 mét mấy luôn đó cả nhà. Ôi ôi trời ơi, ổ ông 2 mét mấy luôn. 2 mét. 2 mét là tính ra 2 mét mấy á cả nhà. Đo nó nhiều khi nó có chạy tới nữa. Ôi ôi cục mặt cái nè. Hết biết tới dưới này luôn rồi. Chắc hồi cắt kiểu này á cả nhà. Cắt đây nè. Cắt xéo suốt. Bên mới coi bên đây rồi cả nhà, còn bên kia nữa. Chưa coi bên đây nữa nè. Thôi biết rồi. Quá trời cả nhà ơi. Nè, cục mặt này cho cả nhà xem cái nửa cắt nha cả nhà. Quá trời mừng rồi. Đó. Rồi, bây giờ để cắt cả nhà ơi. Cắt đi rồi để xuống cho cả nhà xem tiếp nữa nha. Quá trời trên đây nó lùm. Cắn đúng đúng. Đúng không? Mình rất là vàng cả nhà. Quá trời cái bộ mặt của mình. Ôi ôi.
Bây giờ mình sẽ thiến ăn đây nha cả nhà. Chừa lại đi. Để tới đợt sau mình có bắt nữa, mình bắt mấy sâu nữa các. Chừa mặt cho dưới này đi, nó quá trời. Nếu mà mình cắt hết đó cả nhà là sẽ hư cái ổ luôn. Mình chừa cái đợt sau coi nó còn làm dĩ làm mỏng rồi lại đó. Nó đẻ nó cắt nữa cả nhà. Chứ để cắt mình lấy mặt hết thì nó sẽ mà bỏ đi nha. Mình dọn cái trống trống này. Ở đụng cả nhà không cảm cả nhà. Để ở đây cây gừng. Bây giờ ở trên đây nó quá trời lùm mũi. Quay vô cái cây thầm quá. Rồi bây giờ mình chưa có phần này lại cả nhà ơi. Chưa phần này lại đi. Coi còn sâu xia gì không. Nếu mà nó có đi thì nó đi nha cả nhà. Còn nó ở lại thì sau mình lại mình bắt tiếp nữa nha. Còn mập rất là nhiều nha cả nhà. Mình chưa lại nha. Chừa lại nè cả nhà, chừa lại nguyên một về luôn nè. Nha thấy không? Chừa lại chạy kẹo tới này vô nó hút nè cả nhà, thấy không? Bây giờ mình chừa lại nó đi. Đó, mình sửa cái tàn vậy luôn nha cả nhà. Xéo cái độ xéo 90 độ. Đó. Nè, cắt từ ngoài này nè cả nhà. Từ ngoài này chạy dài vô tới bên đây nè. Một gang nè, hai gang nè, ba gang nha cả nhà. Cục mặt ba gang luôn. Đó nhà thấy không? Mà ti á cái bề dày á thì nó không có nha cả nhà. Nó bề mỏng nó vừa đóng bằng cái kèo. Bằng cái kèo thòng xuống hơn nha cả nhà. Đó. Rồi bây giờ để xuống cả nhà ơi. Rồi. Rồi phải dây nào còn dướng. Dọn xuống bớt. Nó đóng xuống kẹo như này luôn. Nói gì? Dẻo trong mấy cái này khó chịu nha.
Em nhỏ không? Đúng cái quần. Khó. Rất là khó. Nó cũng còn bự dữ lắm đó nhà ơi. Biết rồi, rớt cục xe dừa luôn rồi. Quất ơi, quất còn muốn nó hỗ trợ tôi nha, tôi rớt cục xe dừa tôi phải. Để hỏi là nó quất tôi bệnh luôn. Quá trời ơi, dây dây không à. Nè, thấy nhận thấy không? Quá trời dây luôn, quá trời dữ lắm. Nè dao nè, lụm dao anh. Đó. Để mắt nha, lụm liền nha. Lít máy gì vậy? Mặt khủng thiệt mà nó hơi khô. Nó hơi dẹp. Hả? Cái gì? Đẻ phải không? Ừ, vậy là nó không có đi. Đâu phải dao đâu. Đi, đi quá. Cái gì? Rồi bây giờ mình thêm thành quả bên đây luôn đi. Để cho hồi mình qua bản mình tính. Ngoan nó đi vô bản rồi cả nhà ơi. Nó chạy mất dép rồi. Hai anh em mình qua đây tính luôn đi. Nè, lấy ra đi. Cho chia sẻ coi luôn, review quay. Rồi, rồi, rồi. Review đây là kết thúc luôn cả nhà ơi. Rồi sang bắt chim lông đây. Đảo hộp bảo vòng này. Chảo cái. Đây ông ơi, ông. Đây nha, cục mặt đây. Đó, mặt nó hơi, cái sáp nó hơi già nha cả nhà. Nè. Cục này tầm cỡ nửa lít nha cả nhà. Đây, còn cục này thì khỏi nói rồi. Nè. Nhìn thấy không? Này tầm có lít ngoài luôn nha cả nhà. Để ổ chắc tầm lít mấy à, chứ không được 2 lít nha cả nhà. Nè. Đó. Siêu khủng luôn. Một mặt để cái tràn tràn lên bịch 5 kg luôn nè. Này nè, cầm hai quai để gấp. Đứt cái gọi lủng lủng luôn á. Im im im. Quá trời luôn cả nhà. Đó. Quá đã luôn nha. Thôi, con này tầm nửa lít. Rồi cả nhà ơi, bây giờ thì cả nhà cũng cho kênh săn bắt Vĩnh Long á xin kết thúc cái đoạn video này luôn nha. Nếu mà cả nhà có xem á thì cả nhà nhớ chuông và để nhận những cái video mới từ kênh săn bắt Vĩnh Long nha cả nhà. Rồi, nhưng nếu mà có cô dì chú bác anh chị và các bạn gì đó có cần xem mặt ông thì liên hệ qua xíu qua số điện thoại á là 0379174026. Đó, Zalo, Facebook gì cũng có nha cả nhà. Rồi. Bye cả nhà luôn nha. Hẹn cả nhà những cái video tiếp theo nữa. Chào luôn Phước. Rồi, xin chào cả nhà luôn nha. Phước cầu bò tây quê ơi. Chiên bảy gắn nha cả nhà. Thì anh em nào thích bảy gắn thì qua bên Phước cầu bò tây quê xem nha, ủng hộ cho bạn mình nha.